Liên quan đến nội tình chính trị tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ thì thưa quý vị, hôm 8 tháng 5 vừa qua, một ủy ban hạ viện do phía Dân Chủ lãnh đạo đã phê chuẩn một cái biện pháp nhằm tuyên bố là Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr có hành vi khinh thị vì từ chối giao nộp cái bản sao đầy đủ, cái bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller với nội dung là liệu Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 hay không, thì bản báo cáo đã nói rất rõ. Ngay lập tức thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái đặc quyền về hành pháp, đó là thẩm quyền của Tổng thống, để chặn cái việc là công bố cái bản điều tra toàn phần này của ông Robert Mueller cho Ủy ban do Dân Chủ lãnh đạo tại Hạ viện. Chúng ta cũng biết là ông Robert Mueller sau 22 tháng cùng với nhân viên của ông điều tra, thì ông đã nộp cái bản báo cáo này lại cho ông Bộ trưởng William Barr. Bản báo cáo này có trên 400 trang và ông William Barr đã chuyển cho Quốc hội một cái bản báo cáo. Nhưng mà trong đó có rất nhiều trang đã bị bôi đen đi. Bởi vì theo như ông William Barr thì Bộ Tư pháp được quyền làm chuyện đó vì những tin tức trong những đoạn bôi đen có thể liên hệ tới cá nhân, tổ chức hoặc là an ninh của nước Mỹ. Hiện nay đó thì phía bên Dân Chủ kiểm soát Quốc hội, ông Chủ tịch Ủy ban Tư pháp là ông Gerald Nadler nói rằng nước Mỹ đang lâm vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp, và với một cuộc bỏ phiếu 24 trên 26, tức là 24 phiếu thuận và 16 phiếu chống, thì phe Dân Chủ đã đồng ý là sẽ đưa ra các biện pháp để nhằm buộc ông William Barr phải đến trình diện điều trần trước Quốc hội, cũng như là phải nộp cái bản báo cáo đặc biệt cho ông Robert Mueller. Người ta chưa biết rằng cái cuộc đối đầu đôi bên này như thế nào, phải có những cái thời gian để mà nghiên cứu hiến pháp của nước Mỹ để thử xem cái thái độ của ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr không tuân hành cái yêu cầu của Hạ viện thì liệu cái yếu tố đó có buộc thành tội để khiến cho ông phải đối diện trước pháp luật hay không. Tuy nhiên những ngày sắp tới thì người ta có thể tin một cách chắc chắn là Ủy ban Tư pháp của Hạ viện do phía Dân Chủ kiểm soát sẽ tiếp tục đối đầu với phía hành pháp do Tổng thống Donald Trump lãnh đạo. Một cái chuyện không vui xảy ra đối với cộng đồng Việt Nam tại miền Nam California. Đó là hôm thứ Tư mùng 8 tháng 5 vừa qua vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, ngay tại góc đường Brookhurst và đường Westminster ở thành phố Westminster. Quý thính giả của đài NVR đã từng đến thăm quận Cam thì chắc không xa lạ gì với khu vực này. Ở trong đó nó có một cái ngân hàng Bank of America và cái chợ Hòa Bình, khu vực rất là tấp nập và đông đảo người Việt Nam. Thì lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, có một người phụ nữ đã bị ba kẻ bịt mặt giật một cái ví, và cái ví bị kẹt vào trong cánh tay trái của người phụ nữ này. Thì thưa quý vị, ba cái tên giật ví đã leo lên xe chạy và nó còn lấy xe cán lên cơ thể của người phụ nữ Việt Nam ngay trước cửa, một cái cửa tiệm ở cái góc đường Westminster và Brookhurst. Ba cái tên cướp này sau đó đã lên xe và chạy ra freeway, tức là xa lộ 22, hướng về phía Los Angeles, bị cảnh sát rượt theo cả buổi sáng hôm mùng 8 tháng 5. Thì cái vùng miền Nam California, đặc biệt là Orange County, là nơi đông đảo được cộng đồng Việt Nam sinh sống đó. Người ta thấy xe cảnh sát chạy trên đường và hai chiếc trực thăng bay vần vũ ở phía trên. Cảnh sát sau đó đã dí ba cái tay này ra tới gần khu vực Los Angeles trên đường Century và bắt được cả ba tay đã dính tới cái vụ cướp của người phụ nữ này. Một cái điều đáng buồn là người phụ nữ này 32 tuổi đã được đưa đến bệnh viện trong một cái tình trạng hết sức là nguy kịch, nhưng mà đã không giữ được tính mạng mà bà đã qua đời tại bệnh viện. Đây là một cái lời nhắc nhở tất cả chúng ta, nếu mà có đi đâu buôn mua bán thì phải rất cẩn thận, nhất là trong những cái khu vực mà có thể không được an ninh, có thể xảy ra những vụ trộm cướp. Cũng liên quan đến vấn đề tình hình tội phạm tại Nam California, thì tin của đài CNN cho biết rằng tối hôm mùng 8 tháng 5, thì cảnh sát đã phối hợp với lực lượng của cơ quan kiểm soát rượu bia, thuốc lá và súng đạn của Hoa Kỳ tiến hành một cuộc điều tra và khám xét một ngôi nhà tại của thành phố tên là Holbein Hills của Los Angeles. Vụ khám xét này dẫn tới việc bắt giữ một người đàn ông chủ căn nhà và tịch thu được một cái số lượng súng đạn khổng lồ, tức là 1.000 cây súng đủ loại, trong đó có từ súng lục cá nhân cho tới súng trường,
và có những loại súng cổ từ thời còn lại thời đình Thế chiến cho tới những súng tối tân bây giờ. Thưa quý vị, tin của đài National Public Radio cho biết rằng cư dân sống chung quanh Homes by Hills đã tỏ ra rất là vui mừng sau cái vụ bắt giữ này, bởi vì họ nói rằng họ rất quan ngại nếu một cái số lượng súng đạn 1.000 cây này mà thoát ra ngoài xã hội, rơi vào tay những băng đảng thì chắc chắn cái tình hình tại khu vực sẽ không được yên tĩnh. Cũng cần phải nói thêm là năm 2015 thì cảnh sát tại Los Angeles cũng đã tịch thu một cái số lượng rất là lớn, lên tới 1.200 khẩu súng tại một căn nhà. Và thưa quý vị, chủ khẩu súng đó thì tìm thấy chết trên một chiếc xe SUV đậu ngoài căn nhà đó. Và bạo lực súng đạn của Hoa Kỳ thì người ta tính là trong vòng chỉ có 4 tháng đầu năm 2018 mà thôi, đã xảy ra tổng cộng được 15 vụ bắn trong một số các trường trung học. Cái vụ bắn mới đây nhất xảy ra tại Denver, Colorado, tại trường STEM School Highlands Ranch, Colorado. Cái vụ bắn này đã khiến cho một học sinh 18 tuổi bị thiệt mạng và tổng cộng là 8 học sinh khác bị thương. Người học sinh thiệt mạng tên là Kendrick Caslow, 18 tuổi, và được tất cả các cơ quan truyền thông ca ngợi là một anh hùng. Bởi vì Kendrick, lúc xảy ra cái vụ bắn, thì cậu Kendrick cùng với hai người bạn nữa đã tìm cách ngăn cản những cái tay súng xâm nhập vào trường nổ súng. Và cả ba sinh viên học sinh này đã chặn được tay súng, nhưng mà rất bất hạnh là Kendrick đã bị trúng đạn và bị thiệt mạng. Thưa quý vị, cái vụ nổ súng này xảy ra vào khoảng độ 8 dặm cách cái trường Columbine High School, nơi mà cách đây 20 năm đã có 12 học sinh và một giáo sư bị bắn chết ngay ở trong trường. Kendrick Casillo để lại rất nhiều lòng thương tiếc đối với người thân và những người biết cậu Kendrick. Cái điều đáng buồn hơn nữa và là một cái thảm kịch đối với gia đình Kendrick là cậu chỉ còn 2 tuần lễ nữa là tốt nghiệp trung học tại cái trường Highlands Ranch tại Colorado này. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình tại khu vực biên giới phía Nam giữa Hoa Kỳ và Mexico. Trong tháng 4 vừa qua, thì các nhân viên kiểm soát biên giới của Mỹ đã chặn bắt được tổng cộng một khoảng gần 100.000 di dân bất hợp pháp tại vùng biên giới phía Nam. Đây là tháng thứ nhì liên tiếp mà con số bị bắt vượt trên 90.000. Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng theo báo cáo của cơ quan quan thuế và biên phòng, thì nhân viên biên phòng chặn bắt 98.977 người trong khu vực biên giới Tây Nam. Hồi tháng 3, thì con số bị bắt này chỉ có 92.000 thôi, tức là đã gia tăng tới 6.52%. Trong số 98.977 người bị bắt, thì có 8.800 người là trẻ vị thành niên đi có một mình thôi. Vào khoảng 58.500 người thuộc các gia đình đi chung với nhau và 31.000 người là người lớn đi một mình. Thưa quý vị, sự gia tăng đông đảo của số người vào Mỹ bất hợp pháp đã khiến cho Tòa Bạch Ốc hồi tháng 5, đầu tháng 5 vừa rồi đó, đã phải yêu cầu Quốc hội cung cấp với khoản tiền là 4 tỷ 500 triệu Mỹ Kim nhằm tài trợ khẩn cấp để chi cho các nỗ lực nhân đạo và tăng cường an ninh vùng biên giới. Giám đốc ngân sách của Tòa Bạch Ốc là ông Russ Vought nói rằng tình hình đang ngày càng trầm trọng hơn. Làn sóng di dân kéo đến biên giới và cuộc khủng hoảng với nhu cầu trợ giúp nhân đạo đang nhanh chóng vượt quá khả năng đáp ứng của chính quyền liên bang. Thưa quý vị, số người bị bắt giữ năm 2000 lên tới cao điểm là 1.600.000 người và đã có chiều hướng giảm sút từ đó cho đến nay. Đã có một lúc chỉ có hơn 300.000 người vượt biên giới muốn vào Mỹ xin tị nạn mà thôi. Nhìn về tình hình quê nhà tại Việt Nam thì thưa quý vị, tin tức cho tới giờ phút này, Nguyễn Phú Trọng bị bệnh nặng tới mức độ nào, bị méo mồm, bị liệt toàn thân, bị trụy tim hay là bị đột quỵ, người ta cũng không biết một cách rõ ràng. Ngoài trừ cái lời tuyên bố mới đây của Bí thư Thành ủy Cộng sản Việt Nam ở Sài Gòn là Nguyễn Thiện Nhân, thì nói rằng Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Cộng sản sẽ sớm quay trở lại làm việc. Trong khi đó thì một ông là Phó Bí thư Chi bộ và đồng thời là trưởng khoa lý luận Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh mới đây đã bị cách toàn bộ chức vụ là bởi vì đã đưa ra một cái tin ở trên Facebook
nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã ngỏm rồi. Cái người bị kỷ luật cách chức này là ông Lê Hữu Thuận. Tin cho biết là ông Lê Hữu Thuận có tên ở trên Facebook là Út Hữu. Ông đã đăng một cái tin. Ông nói như thế này. Ông bảo rằng mọi người cứ thắc mắc sao ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt ở tang lễ ông Lê Đức Anh, tức là chủ tịch nước mới đây đó. Thì ông Lê Hữu Thuận viết nguyên văn rằng, hay, ông ấy, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, đã ngỏm lâu rồi mà, lấy mô mà ra nữa. Thì quý vị, sau khi bị cách toàn bộ chức vụ thì ông Lê Hữu Thuận có nói một chuyện với báo chí. Ông nói rằng có lẽ là do chót dại lỡ đăng cái tin này thôi, chứ ông không có một cái hậu ý gì cả. Nhưng mà người ta có thể tin một cách chắc chắn là ông Lê Hữu Thuận sẽ bị kỷ luật một cách tới nơi tới chốn. Bởi vì nói theo ngôn ngữ của các chế độ phong kiến ngày xưa thì Lê Hữu Thuận dám động tới cái vảy ngược của con rồng. Tức là lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng. Câu hỏi được đặt ra, nếu Nguyễn Phú Trọng chết thì ai sẽ là người lên thay Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước và tổng bí thư đảng? Cho tới phút này thì rất nhiều nguồn tin xa tín ở Việt Nam nói rằng Trần Quốc Vượng hiện nay đang làm bí thư Trung ương Đảng, tức là thường vụ của Trung ương Đảng, sẽ là người có nhiều triển vọng nhất lên thay Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà cũng có nhiều người khác ngấp nghé hai cái chức vụ này, trong đó có Nguyễn Xuân Phúc là đương kim thủ tướng. Còn bà Kim Ngân, tức là bà chủ tịch Quốc hội, thì chắc không có hy vọng gì cả. Bởi vì cái cơ chế Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng qua nó chỉ là một cơ chế bù nhìn và ngồi ngủ và gật mà thôi. Chứ không có bất kỳ một cái định chế độc lập nào cả đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng liên quan đến tình hình Việt Nam thì thưa quý vị, mỗi buổi sáng khi mà chúng tôi xem tin quê nhà thì thấy ngày gần như vài ba ngày lại xảy ra một cái vụ là có những tay đàn ông rất là khốn kiếp đi xâm hại những đứa bé tuổi rất nhỏ. Tin ngày hôm nay cho biết là cựu chủ tịch xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, 70 tuổi, tên là NNP, không thấy để tên thật là gì, đã có hành vi bất thường với một bé gái học sinh lớp 3, nên đã bị dân chúng về bắt đưa về trụ sở công an tại huyện Cẩm Sơn. Một người dân địa phương tại đây cho biết là mọi người đều đã nhiều lần thấy cái tay P này đó có hành động bất thường với một nữ sinh lớp 3, nên người dân đã bí mật theo dõi. Và 5 giờ chiều ngày 8 tháng 5 thì khi tay P này xe đạp đến đón cháu bé tan trường, thay thì vì đưa về nhà, cái tay cựu chủ tịch khốn kiếp 70 tuổi này lại chờ cháu bé 8 tuổi ra cánh đồng tìm chỗ vắng vẻ ôm hôn sờ soạn khắp người. Trong lúc y đang có hành vi khốn kiếp như thế thì bị người dân bắt rồi đưa lên cho trên công an xã. Thì cái bị cho tới bây giờ thì người ta chưa biết là tay này sẽ bị xử như thế nào. Nhưng mà cháu bé thì có về kể lại với bố rằng cái tay P này đến đó này trường mua cho cháu một chai nước ngọt và cho thêm 7.000 đồng tiền Việt Nam, tức là khoảng 7 sen của nước Mỹ. Những cái vụ mà ấu dâm trẻ em bây giờ nó đã trở thành cái chuyện nhức đầu cho xã hội Việt Nam. Cái vụ cho tới phút này vẫn chưa giải quyết được, đó là cái tay Nguyễn Hữu Linh đã từ Đà Nẵng bay vào Sài Gòn và có hành vi sàm sỡ ôm hôn một cô bé ngay tại một cái chung cư ở Sài Gòn là chung cư Galaxy. Vợ tay này và tay này cũng đã nhìn nhận hành vi ấu dâm đó nhưng mà chưa bị bất kỳ một cái hình phạt kỷ luật nào cả. Tay này từng là phó chủ tịch Ủy ban Kiểm sát Nhân dân tại Đà Nẵng. Và thưa quý khán giả, một cái cuộc nghiên cứu mới đây của cái trung tâm nghiên cứu dư luận tên là Pew cho biết rằng 47% những cái người mà Mỹ da trắng mà theo Đảng Cộng Hòa đó, họ cho biết là họ khó chịu, vừa phải khó chịu hoặc là rất khó chịu mỗi khi mà họ đi ra đường từ nước Mỹ này, hoặc đi vào những cái khu đông đảo trên nước Mỹ mà họ nghe những người ngoại quốc không nói tiếng Anh. Trong khi đó thì chỉ có 17% những người da trắng thuộc Đảng Dân Chủ bày tỏ cái quan điểm tương tự mà thôi. Cái bản báo cáo của nghiên cứu của Pew cho biết rằng 18% những người trẻ da trắng ở nước Mỹ dưới 30 tuổi thì họ nói rằng họ rất khó chịu khi một người ngoại quốc mà không nói tiếng Anh đứng gần họ. Trong khi đó thì 43% những người từ 50 tuổi cho tới 64 tuổi cũng có một cái thái độ tương tự. Và trên 65 tuổi thì tới 45% họ nói rằng họ khó chịu lắm.
bởi vì có những người sống tại đất Mỹ này mà không nói tiếng Anh. Thưa quý vị, cái tình trạng này nó làm phản ánh một cái hiện trạng của xã hội Hoa Kỳ. Thí dụ mới đây, năm ngoái thôi, là một nhân viên kiểm soát biên giới đã bắt giữ hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ này đều là người có quốc tịch Mỹ cả, nhưng mà bởi vì họ là người Spanish, tức là người Mexico, Mexican ấy, họ nói tiếng mẹ đẻ với nhau thì bị nhân viên kiểm soát biên giới bắt giữ bởi vì nghi ngờ rằng họ là những công dân bất hợp pháp. Cộng đồng chúng ta thì người Việt Nam cũng có hầu rất đông người đã vào nhập quốc tịch Mỹ, nhưng mà phải nhìn nhận rằng đôi khi chúng ta đi vào cầu thang máy, đi vào shopping, đi ra ngoài đường, chúng ta nói năng với nhau quá vui vẻ cho nên hơi to tiếng và đôi khi cũng nhìn thấy những ánh mắt khó chịu của những người Mỹ bản xứ. Và cuối cùng của bản tin ngày hôm nay là, thưa quý vị, một người đàn ông tại Ohio vừa mới đạt một cái kỷ lục trên cái tờ Guinness World Record, bởi vì ông ta đã nhét 100 cái nến vào trong miệng mình và dùng lửa đốt những cái nến đó. Hình ảnh ở trên video cho thấy rằng ông David Rush đã cố gắng nhét 100 cái nến màu nâu rất dài vào trong họng mình, nghĩa là tọng vào trong họng nó to khổng lồ, và dùng một cái bật lửa, một cái kiểu dùng cho nhà bếp đó, để đốt sáng 100 cái nến này, và cái thời gian là 30 giây. Ông đạt cái kỷ lục này của Guinness World Record. Năm 2018 thì có một người Đan Mạch tên là, xin lỗi quý vị, một người India, chắc là một người Ấn Độ, tên là Danish Shivnath, năm 2018 chỉ có đặt kỷ lục là bỏ được 41 cây nến vào trong miệng mình mà thôi. Đinh Quang Thái xin chào tạm biệt quý thính giả của đài NVR và hẹn gặp lại trong bản tin tới. Cảm ơn nhà báo Đinh Quang Anh Thái đã đến trên làn sóng của đài phát thanh NVR hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh trong chương trình kỳ tới. Quý thính giả vừa cùng nhà báo Đinh Quang Anh Thái cập nhật những tin đáng chú ý trong ngày. Quay lại với chương trình hôm nay, anh Việt Linh sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả đề tài Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh kinh tế với Trung Quốc. Thỏa hiệp là vô ích. Xin kính chào quý vị thính giả. Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn theo chiều hướng xấu hơn. Hôm nay Việt Linh xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài viết của tác giả Chấn Minh với nhan đề Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh kinh tế với Trung Quốc, thỏa hiệp là vô ích. Lời giới thiệu: Stephen Bannon là chiến lược gia trưởng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 8 2017. Bối cảnh của bài viết được chuyển ngữ này là vào việc ngày 6 tháng 5 năm 2019, trong khi thương thảo mậu dịch Hoa Kỳ-Trung Quốc đang tiến hành, thì ông Trump đã đột ngột đòi đánh thuế quan từ 10% lên 25% cho 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Đòi hỏi này làm cho chỉ số Dow Jones rơi trên 350 điểm trước khi sàn chứng khoán mở cửa và 410 điểm trong ngày thứ hai trước khi đóng xuống 66 điểm âm vào cuối ngày và làm cho thị trường mất giá 0,2%. Các thị trường chứng khoán lớn khác trên thế giới đều xuống dốc trong cùng một ngày. Thượng Hải xuống 5,6%, Hồng Kông xuống 2,9%. Và vào thứ ba 7 tháng 5 năm 2019, Trung Quốc đã phản pháo và nói rằng sẽ không nhượng bộ thêm, đồng thời chỉ định ông Lưu Hạc, Phó Thủ tướng, bay sang Mỹ ngày thứ Năm để tiếp tục thương thảo về phía Trung Quốc. Đa số các nhà bình luận kinh tế hay chính trị tại Hoa Kỳ xem lời tuyên bố đánh thuế quan thêm của Trump như là một biện pháp thương lượng mậu dịch và do đó không có thực chất. Trong các giới kinh tế tài chính Hoa Kỳ, hầu như không có ai kêu gọi Trump tiến lên và kiên định trong việc đánh thêm thuế quan, trừ Stephen Bannon.
cứng rắn hơn đối với Trung Quốc để đưa các việc làm trong ngành biên chế về lại Hoa Kỳ là ý niệm đã giúp Tổng thống Trump tiến lên và thắng phiếu cử tri đoàn vào năm 2016. Tại các tiểu bang Michigan, Wisconsin, Indiana, Illinois, Ohio và Pennsylvania, cái nôi của ngành công nghiệp biên chế Hoa Kỳ. Vào ngày hôm nay, mục tiêu của nhóm cán bộ cực đoan triệt để đang cai trị Trung Quốc, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm cho Trung Quốc trở thành một nước bá quyền thống trị được toàn thế giới. Nhưng vào tháng này, khi Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn kết thúc các thương thảo mậu dịch đã kéo dài hàng tháng, và bất kỳ kết quả gì đạt được sẽ không phải là một thỏa thuận thương mại. Cái đó sẽ chỉ là một cuộc đình chiến tạm thời trong trận chiến kinh tế và chiến lược kéo dài nhiều năm với Trung Quốc. Có 6 điều cần hiểu biết để làm nổi bật lên sự vô ích trong việc thỏa hiệp với chế độ Trung Quốc này. Điều cần hiểu thứ nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành chiến tranh kinh tế với các nước công nghiệp dân chủ kể từ ngày Trung Quốc gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO vào năm 2001. Và bây giờ thì Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa kinh tế và an ninh quốc phòng lớn nhất mà Hoa Kỳ từng đối mặt. Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ các đàm phán mậu dịch đang diễn ra, phía Trung Quốc phải đồng ý chấm dứt việc cưỡng bách chuyển giao công nghệ, ăn cắp tài sản trí tuệ, xâm nhập các mạng lưới kinh doanh trên mạng Internet, thao túng tiền tệ, các rào cản thuế quan và phi thuế quan, và các trợ cấp bất hợp pháp cho các doanh nghiệp quốc doanh. Tuy nhiên, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhận và tuân thủ các đòi hỏi của Hoa Kỳ một cách có thể kiểm chứng được, điều này có nghĩa là sẽ có một sự tháo gỡ hợp pháp và theo các quy định của chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc. Điều cần hiểu thứ nhì là thỏa ước mậu dịch đang được thương lượng vào tháng này không phải là một thỏa ước giữa hai hệ thống muốn có những quan hệ gần gũi hơn. Nhưng những người đang cổ võ cho thỏa ước này tại phố Wall, các tổ chức truyền thông và các đại học đang tranh cãi. Ngược lại, đây là một cuộc đụng độ cơ bản giữa hai hệ thống kinh tế hoàn toàn khác hẳn nhau. Thưa quý vị, kết quả tốt nhất mà Hoa Kỳ có thể có được là một văn bản mà theo đó Trung Quốc sẽ từ bỏ các phương thức làm ăn có tính cách bóc lột, tịch thu và trọng thương, đồng thời cung cấp nhiều phương tiện để giám sát và nhanh chóng thực thi thỏa ước. Kết quả tốt nhất cho Đảng Cộng sản Trung Quốc là làm Hoa Kỳ rút lại các thuế quan bằng cách nộp vô số văn bản chứa đầy những cam kết giả mạo và không thể nào thực thi được cho đến khi nào chính quyền Trump hết giờ, tức là hết nhiệm kỳ, và hy vọng sẽ có một chính phủ khác của Đảng Dân Chủ ít chống lại Trung Quốc hơn. Điều cần hiểu thứ ba là chủ nghĩa tư bản nhà nước của Trung Quốc rất có lợi cho các chủ nhân của nó, tức là các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các doanh nghiệp nhà nước đang trì trệ có được một lợi thế cạnh tranh thông qua các trợ cấp to lớn từ phía nhà nước và các tiết kiệm chi phí có được qua việc đánh cắp tài sản trí tuệ, công nghệ và các phát minh mới của người nước ngoài. Nếu Trung Quốc chấm dứt việc đánh cắp đại quy mô kể trên, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ nhanh chóng bị các doanh nghiệp đang cạnh tranh với chúng tại Đức, Nam Hàn, Nhật Bản và đặc biệt là tại Hoa Kỳ vượt qua ngay. Sự kiện này giải thích được phần lớn nội tình chính trị Trung Quốc, và lúc này Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang phải đối đầu với một triều đình đang phân chia rõ rệt vào hai phe. Phe của những nhà cải cách do trưởng đoàn thương lượng mậu dịch Lưu Hạc lãnh đạo và phe của các đàn diều hâu đã trục lợi và lấy được quyền lực từ hiện trạng của Trung Quốc. Ngay trong chính trường Trung Quốc, người ta đánh cuộc như trong một hài kịch trên giàn treo cổ và ra giá bên tám cân bên nửa lạng là không biết Lưu Hạc sẽ được ca ngợi như là một Đặng Tiểu Bình mới hay rốt ráo
sẽ là lọt vào một trại tập trung cải tạo Trung Quốc nào đó. Kính thưa quý vị, điều cần hiểu thứ tư là việc lợi dụng ông Trump đang rất tự hào một cách xứng đáng về thị trường chứng khoán đang lên và đồng thời âu lo sẽ mất vòng đai nông trại, tức là các tiểu bang chuyên về canh nông tại vùng Trung Bắc Hoa Kỳ. Một số cố vấn của ông ở trong và ngoài tòa Bạch Ốc đang tìm cách đưa ông ta vào một thỏa thuận yếu kém. Tuy nhiên, lý luận theo đó, nếu không thương lượng được một thỏa thuận sẽ làm cho thị trường chứng khoán tan chảy và nền kinh tế nổ tung từ phía trong là một sự sai lầm. Thật ra, không có một lý do nào tốt hơn để Trump tiếp tục đánh mạnh về thuế quan ngoài việc nền kinh tế Hoa Kỳ đang tăng trưởng ở mức 3,2% mỗi năm trong quý thứ nhất của năm nay, theo báo cáo mới nhất. Nếu không có được một thỏa thuận rất tốt, cánh Chuck Schumer và Bernie Sanders của đảng Dân Chủ sẽ không bao giờ ngừng phê bình Tổng thống. Thêm vào đó, các thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz sẽ sử dụng việc này để đứng về phía phải của Trump về vấn đề Trung Quốc. Và sau đó, có thể tranh cử chống lại Trump trong bầu cử sơ cấp. Vì những lý do trên, chọn lựa chính trị tốt nhất cho Tổng thống Trump không phải là đầu hàng, mà là đánh tăng gấp đôi trên lá bài thuế quan. Chiêu thức này đã rất hiệu quả khi tạo áp lực trên phía Trung Quốc mà không làm tổn thương nền kinh tế Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, điều cần hiểu thứ năm, các thỏa thuận, dù cứng rắn nhất, vẫn cần có sự giám sát hữu hiệu, và đây là một yêu cầu rất khó đạt được, ngay cả với những đối tác dễ tính và có thể không thể nào có được với Trung Quốc. Điều nguy hiểm là Tổng thống có thể ký một thỏa thuận xem ra có vẻ hợp lý, để rồi vài năm sau phát hiện ra là Hoa Kỳ đã bị xí gạt. Hoa Kỳ đã thất bại khi giám sát đúng mức việc Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001. Thay vì tiếp cận được 1 tỷ người tiêu thụ Trung Quốc, Hoa Kỳ đã mất trên 5 triệu việc làm trong ngành biên chế kể từ năm 2000. Và điều cần hiểu thứ 6 là cả thế giới vào lúc này đang chứng kiến tận mắt việc một nhà nước toàn trị đang quân sự hóa nhanh, ra tay nhốt hàng triệu người vào trong các trại lao cải, bức hại các người Uyghur, các tín đồ Thiên Chúa giáo và Phật giáo, và do thám và nô lệ hóa các người dân trong nước. Đây là lịch sử trong thời gian thực, và thế giới là một ngôi nhà đã bị chia làm hai, một nửa nô lệ, một nửa tự do. Trump và Tập đang đối mặt để tìm cách làm lệch cán cân về phía này hay phía kia. Phía bên này sẽ mang lại các lợi ích bắt nguồn từ tự do, dân chủ và chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Phía bên kia sẽ đưa đến một chế độ độc tài toàn trị và trọng thương vận hành trong một chủ nghĩa tư bản nhà nước với đặc sắc Trung Quốc. Cuộc chiến đấu này của Hoa Kỳ là với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải với người dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc là những nạn nhân đầu tiên và liên tục của chế độ man rợ này. Các vấn đề trung tâm phải đối đầu là những ý đồ của Trung Quốc trên sân khấu thế giới và ý nghĩa của các tham vọng đó đối với các nền thịnh vượng của Hoa Kỳ. Khi nước Mỹ của chúng ta đang ở trong một ngã tư, hơn bao giờ hết, điều quan trọng nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump phải hành động theo bản năng của mình và không làm dịu lập trường khi đối đầu với một nguy cơ sinh tử lớn nhất và chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Tiếp theo đây, xin mời quý thính giả đến với chương trình Nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dụng do nhà báo Đinh Quang Anh Thái thực hiện với đề tài Nguyễn Phú Trọng có chọn người thay thế. Đã hơn 3 tuần, ông Nguyễn Phú Trọng biệt tâm
kể từ ngày 14 tây tháng 4, khi có tin ông bị đột quỵ, phải vào nhà thương điều trị, là trưởng ban tổ chức tang lễ của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh. Nhưng ngày đưa đám ma, ông Trọng không xuất hiện. Mới đây nhất, ông Trọng chỉ gửi điện chia buồn với Tổng thống Putin về tai nạn phi cơ Nga. Im lặng về tình trạng của ông Trọng, Đảng Cộng sản đã khinh thường dân chúng. Cách xử lý như vậy có bao giờ xảy ra tại các nước dân chủ? Xin mời quý thính giả theo dõi sau đây. Chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dũng do Đinh Quang Thái phụ trách trân trọng kính chào quý khán giả. Kính chào Ngô Nhân Dũng. Dạ, xin kính chào quý vị. Thưa Ngô Nhân Dũng và thưa quý khán giả, ngày 14 tháng 4 thì có tin là ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng bị bệnh ở Cần Thơ. Ở Kiên Giang. Rồi sau đó được chuyển về Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn đưa đi Hà Nội. Tính như tới ngày hôm nay là trên 3 tuần. Có một số những cái sự kiện và gọi là những cái biến cố quan trọng mà ông Nguyễn Phú Trọng không hề xuất hiện từ cái đám tang của ông Lê Đức Anh, mặc dù là ông Nguyễn Phú Trọng được đề cử làm chủ tịch ủy ban tang lễ. Rồi gần đây nhất là cái vụ máy bay rớt tại bên Nga thì cũng chỉ thấy ông Nguyễn Phú Trọng gửi một cái điện thư để chia buồn với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà thôi. Có cách nào để giải thích về cái sự vắng mặt của Nguyễn Phú Trọng? Thưa quý vị, có lẽ mình phải đoán là ông Nguyễn Phú Trọng bị bệnh khá nặng, hoặc là cái bệnh đó có thể nó khiến cho ông ấy không cử động được, mặt mũi của ông có thể thay đổi, cho nên người ta không muốn ai trông thấy cái hình dạng của ông ấy cả. Rất có thể là ông ấy chưa nặng đến cái mức có thể là qua đời, nhưng mà người ta muốn giữ cái tình trạng là không ai trông thấy ông ấy cả để bảo vệ cái bộ mặt của ông ấy trước công chúng. Thưa ông, có một bao giờ một cái trường hợp như thế này xảy ra tại một đất nước dân chủ? Chắc là khó lắm. Ở mấy cái nước dân chủ đó thì nó có hai chuyện mà trong cái vụ này. Một á, là một cái người mà bị bệnh nặng, tức là mất cái khả năng làm việc hay là khả năng điều khiển quốc gia, thì ở các nước dân chủ người ta luôn luôn có cái người thay thế, và dân chúng biết ai đang làm việc thay thế cho cái người đứng đầu quốc gia. Trường hợp thứ hai đó là nếu cái người cầm đầu của một quốc gia mà mệnh hệ nào qua đời thì người ta cũng biết là ai sẽ lên thay thế. Thì cái đó là một cái sự minh bạch công khai ở trong chế độ dân chủ. Trong trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng này, thì thứ nhất đó, là người ta hoang mang không biết là ông ấy còn khả năng làm việc hay không. Ngoài trừ lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bảo là ông sẽ làm việc lại không? Vâng, thì làm việc lại đây giản dị lắm. Thứ nhất là cái đầu còn tỉnh táo, thứ hai là miệng nói được hoặc là viết ra được. Thì những cái đó là tối thiểu của một cái người để mà đứng đầu, vừa đứng đầu đảng lại vừa đứng đầu một nước, thì người ta không biết là ông ấy có đủ cái khả năng đó không. Và trong trường hợp đó mà ông không đủ khả năng thì ai đang là người quyết định thay ông ấy? Thì những cái đó ở các nước dân chủ người ta rất là rõ ràng. Thí dụ bây giờ mình nhớ đến cái trường hợp ông Reagan, ông Tổng thống Mỹ đó, ông ấy bị ám sát và phải đưa vô phòng mổ, phải đưa vô để mà chữa trị. Thì trong cái thời gian mà ông ở trong phòng mổ đó, người ta phải đánh thuốc mê để người ta mổ ra lấy viên đạn ra chẳng hạn. Thì người ta biết là lúc đó cái ông Phó Tổng thống là sẽ là cái người đứng ra thay thế. Vì cái vụ đó nó có một cái chuyện buồn cười là cái ông tránh văn phòng của ông Reagan lúc đó hình như là ông tướng ông ấy vội vàng quá. Ông ấy thấy là tình hình ông Tổng thống vừa mới đưa vô nhà thương, ông ấy sợ mọi người hoảng hốt, ông ấy trấn an mọi người bằng cách nói với các nhà báo rằng tôi đang chịu trách nhiệm. Ông ấy nói tôi đang chịu trách nhiệm. Thì tất nhiên là cái câu nói đó là sai hiến pháp.
Bởi vì ông Tổng thống mà có làm sao thì ông Phó Tổng thống chịu trách nhiệm, và sau đó ông ấy ân hận mãi về cái chuyện lỡ lời của ông ấy. Nhưng mà vì ông ấy hăng hái, ông ấy sợ mọi người hoang mang. Thế nhưng mà lúc một cái ông Tổng thống mà vô trong phòng mổ bị đánh thuốc mê thì người ta phải biết là ông ấy không có làm việc được nữa. Dù là đánh thuốc mê 1 giờ hay 2 giờ, người ta cũng biết là có ông Phó Tổng thống là đang làm việc. Có chuyện gì xảy ra cho quốc gia, có người lo. Còn cái chuyện lúc ông Tổng thống mà chết thì người ta biết cách rõ ràng. Chắc chắn là ông Phó lên. Ông Phó lên. Nếu ông Phó chết á, thì ông Chủ tịch thường Chủ tịch Hạ viện. Ông Hạ viện phải thường dạ, Speaker of the House. Lên lại. Sẽ lên thay. Nếu cái ông Chủ tịch Hạ viện á, mà cũng chết luôn trong cái tai nạn nào đó, thì cái người mà trưởng khối đa số ở Thượng viện sẽ lên thay. Và trong trường hợp ông đó cũng chết luôn. Ông chết luôn á, thì theo cái hiến pháp Mỹ họ theo họ ấn định là ông bộ trưởng ngoại, ông hay bà ngoại ngoại trưởng, bởi vì cái chức đó ở trong chính phủ Mỹ nó gọi là Secretary of State, đúng ra mình phải dịch là quốc vụ khanh, là cái người mà thư ký của quốc gia sẽ lên thay, rồi sau đó hình như đến bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao. Tức là có quy định rất rõ ràng. Họ người dân biết là nếu cái ông quốc trưởng của mình qua đời thì ai là người sẽ thay thế. Trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng thì quả thực không ai biết cả. Thưa quý khán giả, là quả tình là khi mà ông Nguyễn Phú Trọng được loan báo là trưởng ban tang lễ của ông cựu chủ tịch nhà nước Lê Đức Anh đó, mà không xuất hiện, mà không thấy có một lời giải thích nào cho nó rõ ràng về phía nhà nước hoặc phía báo chí cả đó, thì đây là một cái vấn đề, một câu hỏi lớn đối với người dân. Thưa ông, như vậy thì liệu chúng ta có thể nói rằng cái chế độ hiện nay đang cầm quyền tại Việt Nam họ đã xem thường dân chúng, họ không có một cái lời nào về cái vai trò của Nguyễn Phú Trọng mà bị vắng mặt suốt 3 tuần lễ vừa qua? Thì họ xem thường dân chúng thì cái đó nó xảy ra từ lâu rồi, nhưng mà cái này là cái mà nó hiển nhiên nhất. Một quốc gia có một cái người cầm đầu, nhưng mà cái chức chủ tịch nước nó cũng không quan trọng lắm. Ở Việt Nam thì cái chức chủ tịch tổng bí thư đảng là cái chức quan trọng hơn, bởi vì nó nắm tất cả mọi quyền hành, thì mọi việc quyết định ở trong guồng máy nhà nước phải do cái ông tổng bí thư đó ông ấy đồng ý. Thế mà cả hai cái chức vụ đó bây giờ không biết đang ra sao, không ai biết cả, thì điều đó chứng tỏ là cái Đảng Cộng sản họ chỉ biết với nhau mà thôi, còn người ngoài không cần biết. Thưa ông, cái cách ông giải thích hồi nãy về các xã hội dân chủ cho thấy rằng cái hiến pháp của những nước dân chủ, thí dụ nước Mỹ chẳng hạn, họ quy định rất rõ là tổng thống có mệnh hệ gì thì ông phó lên thay, ông phó mệnh hệ gì thì chủ tịch hạ viện lên thay, chủ tịch hạ viện mệnh hệ gì thì trưởng khối đa số thượng viện, vân vân. Như vậy thì vấn đề kế thừa trong các chế độ độc tài làm sao? Trong những cái chế độ cộng sản thì cái chuyện kế thừa luôn luôn là mơ hồ. Bí mật không? Bí mật nhà nước? Có lúc bí mật, có lúc không. Nhưng mà nó đủ mơ hồ để người ta có thể thay đổi. Thí dụ như là cái người mà đã chỉ định người kế thừa là ông Mao Trạch Đông. Có lúc ông ấy chỉ định Lưu Thiếu Kỳ sẽ là cái người sẵn sàng lên thay ông ấy. Rồi sau đó ông đổi ý kiến, ông ấy chặt Lưu Thiếu Kỳ. Rồi đến lúc ông ấy đề cử ông Lâm Bưu lên thay, thì đến lượt ông Lâm Bưu, ông ấy lo xa, không biết lúc nào mình sẽ đi theo Lưu Thiếu Kỳ, thì ông ấy định quật trước, ông ấy định hạ bệ Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông, thành ra Mao Trạch Đông khám phá ra thì là phải trừ Lâm Bưu. Thì cuối cùng đến lúc ông Mao Trạch Đông chết á, thì người ta mới biết là cái một cái người không có ai chú ý tới là Hoa Quốc Phong lại lên làm tổng bí thư đảng. Thì Hoa Quốc Phong ngồi đó được một thời gian thì là cũng bị loại. Thì cái việc mà kế thừa của cái Đảng Cộng sản á, nó luôn luôn là nằm ở trong tay cái người cầm đầu. Thí dụ bây giờ người ta hỏi ông Nguyễn Phú Trọng chọn ai để thay thế ông ấy, thì người ta mới biết là ai là người kế thừa. Chứ còn không có một cái quy tắc nào nói rằng nếu ông Tổng Bí Thư chết thì cái người lên theo là ai. Ngay cả cái chức Phó Tổng Bí Thư cũng không có.
mà nếu có thì chưa chắc cũng đã là cái người kế thừa. Thì cái thời ông Stalin là một cái trường hợp đặc biệt, là ông ấy bị ngã bệnh và những cái người chung quanh ông ấy, mà gần nhất là ông Khrushchev với lại ông Beria đó, người ta nghĩ rằng hai người đó tìm cách trì hoãn cái việc chữa trị cho Stalin. Ông Stalin một cái buổi sáng ngày 28 tháng 4 năm 1953, ông không có kêu mọi người, ông không bước ra khỏi phòng, và tất cả những cái người gọi là bảo vệ của ông á, không ai dám làm gì cả, bởi vì ai dám vào đánh thức ông chúa đỏ thức dậy, mà bước vô mà cái chẳng hạn là ông ấy chỉ mặt cái là thôi, có thể bị chém đầu hay là bị đi đầy Tây Bá Lệ Á. Và đến lúc người ta báo tin một cho cái ông bộ trưởng an ninh, tức là một ngày đến cuối ngày 29 thì là ông bộ trưởng an ninh không dám quyết định, phải hỏi ông Beria là chùm mật vụ. Ông Beria lại gọi cho mấy ông khác ở trong bộ chính trị, không gọi bác sĩ, không gọi bác sĩ, bởi vì không biết gọi bác sĩ nào. Lý do ông Stalin nghi ngờ tất cả các bọn bác sĩ của ông có định đầu độc ông ấy, và ông đã tống ra một loạt. Thì những cái người còn lại đó không ai dám nhận, mà không ai dám gọi bác sĩ nào, bởi vì sau này có thể bị kết tội là mình âm mưu với thằng bác sĩ đó đầu độc ông Stalin. Thì cuối cùng đã để đến hơn một ngày thì người ta mới mở cửa vô, thì thấy ông ấy nằm ở dưới đất và sủi bọt mép ra. Và lúc đó cũng chưa gọi bác sĩ nữa, bởi vì người ta cũng sợ là nhớ ông ấy tỉnh dậy, ông bảo tại sao mày lại gọi thằng bác sĩ này. Và người ta trì hoãn cho đến lúc mà kêu được bác sĩ tới đó, thì chính bác sĩ đó không dám quyết định mà phải đi tìm ở trong nhà tù mấy cái ông bác sĩ cũ của Stalin á, hỏi là bây giờ cái ông chủ mình đó bây giờ là bệnh như vậy thì làm sao. Tất cả cái đời sống bí mật của Stalin làm hại ông ta, đến lúc ông ấy chết mà người ta nghi rằng vì rằng cái việc chữa trị bị trì hoãn, bởi vì ông ấy bị tai biến về tim chẳng hạn hay là não chẳng hạn, thì người ta có thể chữa trị càng sớm thì càng an toàn. Thì cái chuyện đó là xảy ra thường xuyên ở trong cái chế độ cộng sản. Chúng ta còn 2 phút chương trình ngày hôm nay để hỏi ông Nguyễn Nhân Dụng rằng cái việc mà có một cái khoảng trống quyền lực hiện nay tại Việt Nam là cái vai trò Tổng Bí thư và Chủ tịch nước của Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không có. Tức là ông Nguyễn Phú Trọng không có xuất hiện, tức là chứng tỏ là ông bị đau bệnh nặng. Như vậy thì nó có nguy hiểm cho đất nước? Là cái rất nguy hiểm. Bởi vì rằng có biết bao nhiêu vấn đề quan trọng của quốc gia hiện nay, người ta không biết ai là người quyết định. Và có thể trong cái đám người chung quanh ông Nguyễn Phú Trọng, có nhiều người thấy rằng những vấn đề này phải giải quyết, mà họ không dám nói ra, là bởi vì sợ rằng những người khác sẽ lấy cái cớ đó mà diệt trừ mình. Nghĩa là ông thủ tướng có những cái việc cần quyết định, ông có bảo là mình quyết định bây giờ, lỡ mai mốt ông Trọng ông ấy tỉnh dậy chết đấy, không bảo tại sao làm thế à? Rồi ông Trần Quốc Vượng ở bí thư cũng có thể là có nhiều ý kiến cần phải làm ngay, nhưng mà ông cũng bảo thôi đừng có làm gì ạ, bởi vì trong lúc này ông ấy còn đang bệnh, lỡ mai mốt ông ấy tỉnh dậy thì nó phiền lắm. Thì phải nói là nước Việt Nam bây giờ là cái nước không có vua, không có ai làm vua cả. Thành ra nếu mà tình trạng đất nước cứ kéo dài như vậy thì nó sẽ đưa đến những cái nguy hiểm mà ai cũng có thể tưởng tượng được. Thưa ông, nhưng mà cái, xin lỗi phải thêm một câu hỏi nữa vậy, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ có quan trọng chuyện đất nước không, hay là họ chỉ quan trọng cái chuyện của Đảng của họ? Thực ra thì cái điều quan trọng nhất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là làm sao họ tồn tại và làm sao họ tiếp tục cai trị. Nhưng mà nếu họ còn tỉnh táo để mà tiếp tục cai trị đó thì còn đỡ cho nước Việt Nam hơn. Còn đến bây giờ chính họ cũng không tỉnh táo, họ cũng không làm gì cả, thì cái đó còn phiền cho người Việt Nam hơn. Xin cảm ơn ông Ngô Nhân Dụng và hẹn gặp lại ông cùng quý khán giả trong chương trình tuần tới. Xin kính chào quý vị khán giả. Và bây giờ là tin liên quan tới Việt Nam. Bệnh trạng, ông Trọng và hành trạng dân tộc, cũng như anh Việt Linh trình bày.
Xin kính chào quý vị thính giả. Bước qua phần tin Việt Nam. Hôm nay, Việt Linh xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Sẵn với nhan đề Bệnh trạng ông Trọng và Hành trạng dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm luôn chức Chủ tịch nước ngày 23 tây tháng 10 năm 2018, cuộc hành trình của ông Trọng kinh qua những giai đoạn quan trọng đến vận mạng của đảng của ông và dân tộc Việt Nam. Việc đốt lò của ông tạo nên tiếng khen lời chê tùy theo góc độ nhìn, tùy xu hướng chính trị, tùy lợi lộc phe nhóm. Một biến cố lớn bất ngờ xảy ra. Lúc 15 giờ 10 ngày Chủ nhật 14 tây tháng 4 năm 2019, sau khi có thông tin sức khỏe của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bất ngờ phải nhập viện đa khoa Kiên Giang vào buổi trưa cùng ngày. Tuyệt đối không có thông tin nào được đưa ra từ truyền thông lề bên đảng, nhưng truyền thông lề dân cung cấp rầm rộ tin tức về ông tổng chủ của nhà nước Cộng sản toàn trị. Vui mừng thì nhiều, thương cảm thì hiếm. Đó là thước đo mà quần chúng dành cho vị lãnh đạo đảng Cộng sản. Kính thưa quý vị, thông tin từ nhà nước ít khi nào nói thật. Chủ nhật 5 tây tháng 5, 2019 và thứ hai 6 tây tháng 5 năm 2019, nhiều báo ở Việt Nam đưa tin như tờ Thanh Niên, Đất Việt, đưa tin ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng ông Maha Vajiralongkorn chính thức đăng quang vua của Thái Lan. Dư luận không tin ông có thể đủ sức để ký được tên vào thư chúc mừng này. Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi mừng Estonia thành lập chính phủ mới, chúc mừng quốc khánh Ba Lan, chúc mừng Tổng thống Ukraine vừa đắc cử. Dân thông tin mạng viết trên nhiều trang Facebook nhiều lời xúc phạm ông Trọng khi đọc những tin này. Tin trên mạng tờ Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn nhận các điện thư từ các lãnh đạo quốc tế chia buồn việc cố Chủ tịch Lê Đức Anh từ trần. Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và Phó Tổng thống Rosario Murillo cùng gửi thư chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cùng lời chia buồn của Tổng thống Mông Cổ Khanmat Batluga. Ông Trọng còn gửi thư chúc mừng đến Triều Tiên. Dù đang chữa trị tai biến mạch máu não, ông vẫn làm việc bình thường và hơn cả bình thường. Tinh thần hy sinh vì nước vì dân cao đến thế là cùng. Hơn 10 ngày sau khi ông Trọng bị đột biến về sức khỏe tại Rạch Giá đúng vào ngày sinh nhật thứ 75 của ông ta, hãng tin Reuters ngày 25 tây tháng 4 năm 2019 đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng đã được đưa vào Bệnh viện Quân y Trung ương 108 tại Hà Nội. Có tin ông Trọng được bí mật đưa qua Nhật Bản để chữa trị như trường hợp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã chữa trị không thành công và tử vong. Có tin lưu truyền là cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra tay để rửa hận, nhưng tôi nghĩ rằng với mức độ bảo vệ dày đặc và kỹ lưỡng thì ông Dũng không thể nào làm được, nhất là trong bối cảnh đốt lò đã khiến ông Tổng Bí thư có thêm nhiều kẻ thù. Vì thế việc giữ an ninh cho ông Trọng luôn được đặt ở mức cao nhất nhằm để bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, có tin việc giữ an ninh cho ông Trọng có cố vấn Tàu được giao phụ trách. Nhưng trong lúc quan hệ Việt Nam Trung Cộng gần đây ngày càng xấu đi, trong lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy Hà Nội ngày càng có xu hướng xích lại gần với Washington trong vấn đề hợp tác quân sự và Biển Đông, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không cưỡng lại nổi xu thế này trong bộ chính trị. Vì vậy, có thể Trung Cộng sẽ ra tay diệt đứa con hoang có mầm móng phản nghịch này chăng? Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp đoàn Thượng viện Hoa Kỳ
và Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Còn Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước chỉ gửi điện mừng tới lãnh đạo mới của nhà nước Triều Tiên. Vậy ông ở đâu? Thứ Bảy, 4 tây tháng 5, năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng dự trù sẽ có mặt trong buổi tiếp xúc cử tri của thành phố Hà Nội, nơi ông là đại biểu quốc hội, nhưng không ai thấy mặt ông ta. Các nhà quan sát nói rằng việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ diễn đàn Vành đai và Con đường tại Trung Quốc cho thấy sức khỏe của ông Trọng có vấn đề nghiêm trọng. Cũng có tin rằng Hà Nội mời các thầy thuốc giỏi của Trung Quốc sang điều trị cho ông Trọng như họ đã từng mời điều trị cho ông Lê Đức Anh, hoặc tiện có thể đưa ông Trọng sang Tàu chữa trị. Trong đám tang, ông cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hôm 3 tây tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng được loan báo ông là trưởng ban tang lễ, nhưng ông chỉ gửi vòng hoa đến mà không đến chia buồn hay đưa tiễn. Từ 14 tây tháng 4 đến nay, có tin đồn ông Trọng có thể bị đột quỵ, ông ấy bị liệt, méo mồm. Vấn đề quốc tang cũng chỉ là một cái chứng cớ để chứng minh rằng ông Trọng còn khỏe hay là ông ấy đã yếu đi, theo nhà văn Nguyên Bình từ Hà Nội. Nhìn vào các sự kiện như diễn đàn Vành đai, Con đường ở Bắc Kinh cuối tháng 4, hội nghị trung ương trong tháng 5 và lời mời của Tổng thống Trump mời ông Trọng tới thăm Mỹ trong năm nay, cùng nhiều sự kiện nữa lấp kín lịch, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và ban giao quốc tế nói với BBC rằng hôm 22 tháng 4, tôi không rõ là Việt Nam sẽ hướng ra toàn thế giới bên ngoài bằng cách giữ im lặng được bao lâu. Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị tai biến mạch máu não, tuy không chết nhưng đã bị liệt nửa người, đang phải tập đi đứng rất khó khăn, tập nói và lại còn bị méo mồm. Tôi tin rằng sinh mạng chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng đã chấm dứt từ lúc 3 giờ 10 phút chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019. Vấn đề chúng ta cần bàn bạc là những gì sẽ xảy ra sau khi ông Trọng ra đi, và chúng ta nên làm gì để cứu sinh mạng đất nước Việt Nam, không để lọt vào tay Trung Cộng. Có thể nói rằng cuộc chạy đua quyền lực thực sự bắt đầu từ lúc tin ông Trọng bị đột quỵ và nhập viện ở Kiên Giang. Cuộc chạy đua có thể mang hình thái Bắc Nam, hoặc nhóm lợi ích nào giành được gì trên xương máu, nước mắt, mồ hôi dân Việt. Dù không chết, ông Trọng cũng phải từ bỏ chính trường. Tới đây, sẽ có một cuộc xáo trộn lớn trong bộ máy lãnh đạo cao cấp Việt Nam, và cuộc chiến quyền lực sẽ diễn ra khốc liệt là điều không thể tránh khỏi. Nhóm của giáo sư tương lai phát đi lời kêu gọi để người dân cảnh giác khi Việt Nam có thể xảy ra rối loạn, khi ông Trọng có thể qua đời hoặc sức khỏe không thể đảm đương làm một điều cần thiết. Vì thực tế, tình hình nội chính của Việt Nam có thể đã bị can thiệp từ lâu. Những chiêu trò mới sẽ được tung ra, mà thâm hiểm nhất và cũng có thể sẽ trắng trợn nhất là việc áp đặt nhân sự sao cho có lợi nhất trong mưu đồ lâu dài và đòi hỏi trước mắt của thời cuộc. Thế nước đã chông chênh sẽ lại càng nghiêng ngả hơn. Bản tin của Stratfor, tổ chức nghiên cứu và tham vấn về các vấn đề chính trị quốc tế, hôm 3 tháng 5, cho rằng vấn đề sức khỏe không bình thường của ông Nguyễn Phú Trọng có nguy cơ dẫn đến sự bất ổn định trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhóm này cho rằng, nếu ông Trọng không còn khả năng đảm nhiệm hoặc chết, sẽ tạo ra màn đấu đá chính trị mới, làm cho việc chuyển quyền cai trị dự trù vào năm 2021 sẽ gặp nhiều rối ren hơn. Ông Trọng, Đỗ Bình, vô hình chung đã mở màn cho cuộc đua vào vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, hai vị trí tối quan trọng trong chính trường Việt Nam. Và khi Đảng Cộng sản chuẩn bị đại hội trong 2 năm tới, đặc biệt với công tác chuẩn bị cán bộ nguồn. Có một số người hy vọng ông Phúc có khuynh hướng thân Mỹ và phương Tây
sẽ có ưu thế trong tình hình hiện nay? Sau chuyến đi tàu của ông Phúc, câu trả lời có thể có những hé lộ nào đó. Ông Nguyễn Xuân Phúc, một trong những ứng viên mạnh cho vị trí đứng đầu đảng, đã đi Trung Cộng từ 25 tới 27 tây tháng 4 và gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể tạo cho ứng viên này thêm lợi thế. Bên cạnh những lợi thế sẵn có, vượt trội hơn các đối thủ khác về kinh nghiệm điều hành bộ máy hành chính cấp cao nhà nước. Riêng với bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thì bà là một ứng viên không nổi bật cho lắm. Nhưng nếu trong một cuộc đua mà các ứng viên nặng ký không phân thắng bại, họ sẽ tìm người thỏa hiệp thay vì ủng hộ đối thủ của mình, và bà Ngân có thể là một nhân vật cho hoàn cảnh đó. Hai ứng viên khác từ bên đảng và có nhiều khả năng họ sẽ trung thành với công cuộc đốt lò chống tham nhũng là các ông Trần Quốc Vượng, thường trực ban bí thư và cựu trưởng ban kiểm tra trung ương, là cánh tay mặt của ông Trọng trong việc thanh trừng tham nhũng hiện nay. Ông chưa từng giữ bất kỳ vị trí quản lý dân sự cấp tỉnh thành. Bất lợi tiếp theo là ông sẽ vượt giới hạn tuổi 65 dành cho những người có thể ở lại Bộ Chính trị vào năm 2021. Đối với ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, một cựu tướng công an, ông Chính sẽ ở tuổi 62 khi Đại hội 13 diễn ra. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên của ông trong Bộ Chính trị. Ông có những thành công về kinh tế mà ba người kia chưa có. Ông Trọng sẽ hồi phục và lại tiếp tục ở lại thêm nhiệm kỳ nữa. Đó là ý kiến của ai đó, nhưng tôi nghĩ không thực tế, nhất là đó là điều kiện thể chất của một người đã 75 tuổi sau một cơn bạo bệnh nặng. Theo tôi thiển nghĩ, người thay ông Trọng sẽ là một nhân vật có bề dày thân Bắc Kinh rất cao, sẽ được Bắc Kinh hậu thuẫn hoặc tìm cách áp đặt để tiếp tục tuyệt đối trung thành với họ. Bắc Kinh muốn điều đó để Việt Nam tiếp tục làm lá chắn của họ, để có một chư hầu phục vụ nhiệm vụ chiến lược mà Việt Nam đóng vai trò địa chính trị quan trọng. Kính thưa quý vị thính giả, phương pháp khả dĩ mà dân tộc Việt Nam có thể chấp nhận được đó là việc chuyển giao quyền lực cho nhóm tướng lãnh quân đội ít tai tiếng, có tinh thần dân chủ. Từ đó, họ sẽ cùng người Việt yêu nước có thể thực hiện mô hình Miến Điện để dân chủ hóa đất nước, để cởi trói cho dân tộc. Một dân tộc có nhiều lợi thế hơn Hàn Quốc mà phải chịu thảm họa do Cộng sản gây ra hơn 70 năm ròng rã. Lực bất tòng tâm. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể nghêu ngao hai câu thơ sau đây để từ giã chính trường. Ai về nhắn với anh hai tập, xót dạ Bắc Kinh, hả dạ Ninh Bình. Thưa quý thính giả, vừa rồi là Việt Linh với thông tin về Việt Nam cũng đã kết thúc chương trình Morning News của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi.